sẽ được rao và dâng lễ trong thánh lễ 3:30. Từ nay xin quý cụ ông bà nếu mà đi lễ, xin dâng lễ thì cố gắng đi sớm để chúng ta rao lễ trước khi lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Bài đọc thứ nhất và bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa dạy chúng ta rằng mọi sự trên thế gian này đều là phù vân, không có thể cho chúng ta sự sống đời đời, mà chỉ có Chúa mới đảm bảo cho chúng ta sự sống đời đời. Nhưng nhiều khi chúng ta bám theo của cải, chúng ta chọn của cải trên cả Chúa. Giờ đây, trước khi chúng ta cử hành thánh lễ này, chúng ta cùng xin lỗi Chúa về những lần mà chúng ta đã chọn Chúa và chọn thế gian, chọn của cải và chọn thế gian trên cả Chúa. Xin Chúa thứ tha để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng du thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách giảng viên. Ông Kohelet nói: Phù vân quả là phù vân. Phù vân quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối hận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu dưới ánh mặt trời? Phải, đối với con người ấy, chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân. Đó là lời Chúa. Thank you.
rèn luyện thêm trí khôn. Lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trở lại thôi, tranh lòng thương đến con cùng. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng tạo hóa. Để được ơn thông hiểu, vậy không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, lô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sắn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý sư, quý ông bà cố và toàn thể quý ông bà anh chị em rất thân mến. Vào tối thứ ba ngày 22 tháng 4 năm 1993, gia đình con và con đến định cư tại thành phố Garden Grove theo diện HO. Lúc đó con vừa tròn 21 tuổi. Trong 6 tháng đầu tiên, tất cả những người nào đi diện HO đều biết chuyện này, là sẽ lãnh được cái check welfare 300 đồng với một điều kiện là phải đi học tiếng Anh ESL. Và sau tháng thứ hai thì con có nói chuyện với mẹ con như vậy: Mẹ ơi, cho con đi làm, con có thể làm hơn 300 đồng này. Thì mẹ con đồng ý. Nhưng cái khổ nỗi rằng là trong 5 tháng đầu tiên đi kiếm việc làm, gõ cửa rất nhiều hãng xưởng, họ không nhận. Bởi vì họ nói một lý do duy nhất rằng là anh không có kinh nghiệm làm việc ở trên đất nước Mỹ này. Và cuối cùng vào ngày thứ tư, vào tháng 9 năm 1993, con được nhận vào một công việc cho một cái công ty sản xuất cái xe đạp với giá lương thời điểm đó là minimum wage 4 đồng 25. Và cái ông supervisor đó, ông chỉ cho con làm 20 tiếng một tuần. Cảm giác đó rất là vui. Và cảm giác đó, cái vui đó, hạnh phúc đó được nhân đôi khi 10 ngày sau con lãnh được cái tấm check với số tiền là 138 đồng 75 sen trong cuộc đời đầu tiên của con. Thì mấy ngày sau thì một vài người bạn nói rằng là họ làm ở công ty Toshiba qua agency Kelly Service với giá lương là 6 đồng 9. Và lúc đó con phải nói là lòng tham nổi lên và ước gì mình làm được 6 đồng 9 thì mình sẽ hạnh phúc, mình sẽ có nhiều tiền hơn, mình sẽ được đề dành nhiều hơn. Thưa quý cụ và anh chị em,
Không đầy 5 năm sau, số lương của con không tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số nhân, không còn là 4 đồng, 8 đồng, 10 đồng, 20 đồng mà lên skyrocket, lên rất là nhiều. Và thời điểm đó mặc dù con làm rất nhiều tiền, có bạn gái dễ thương, không phải là hoa hậu nhưng mà là hoa hậu bông sa, nhưng con cũng không cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy có một cái điều gì chung chạy. Nhưng điều quan trọng, con bắt đầu xa Chúa. Và cha Nguyễn Văn Luân là cha bố ngày nói như vậy: tiền vô là Chúa ra con. Mà đúng thiệt. Thế thì con không còn đi lễ, không còn biết Chúa, không còn biết tất cả mọi người là gì. Và một cái ấu chỉ, một cái sự kiêu ngạo là tôi sẽ làm việc ở hãng này cho tới chết. Cuộc đời của tôi đã được định sẵn. Và khi 911 xảy đến thì cái hãng con nó lay off âm âm. Con không bị lay off, nhưng mà làm việc bị làm một người phải làm cho ba người, và bị sốt huyết bao tử. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, trong bài phúc âm ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã miêu tả, kể cho một cái câu chuyện về người phú hộ. Bởi vì ông cũng nghĩ rằng là cuộc đời của ông rất là được bảo đảm, chỉ ăn chơi, hưởng thụ. Nhưng một cái sai lầm lớn nhất rằng là Chúa đã nói rằng là nếu đêm nay ngươi, Thiên Chúa đòi mạng ngươi, thì tất cả những của cải mà ngươi có thì ai sẽ thừa hưởng. Thế thì xin cho con mạn phép chia sẻ ba điều này để hiểu được cái câu chuyện phúc âm ngày hôm nay. Chúng ta phải hiểu được nền văn hóa của người Do Thái tại thời điểm đó. Khi chia gia tài, tất cả những người con gái không được thừa nhận lãnh bất cứ một điều gì cả. Chỉ có người con cả, tất cả những bất động sản thì rơi vào tay người con cả hết. Và tất cả những của cải khác thì người con cả được nửa, và tất cả những người con trai được một nửa. Cho nên đó là một trong lý do tại sao rằng là cái anh chàng này nói rằng là lạy Chúa, xin nói với anh con chia gia tài. Tại sao nó có một cái nền văn hóa như vậy? Chỉ vì rất đơn giản, người con trưởng có nhiệm vụ lo lắng cho mẹ, tất cả những người con gái trong gia đình. Vậy thì chúng ta học được bài học gì? Dạ thưa, nếu chúng ta để ý kỹ về cái trình thuật của Thánh Luca, cái ông phú hộ này, ông độc thoại. Ông độc thoại là ông nói, ông tự nói với mình. Ông tự nói với mình rằng là tôi sẽ có nhiều của cải và cuộc đời của tôi sẽ được êm ấm bảo đảm. Hay nói cách khác, ông chỉ nghĩ về mình. Và thưa quý cụ, quý bà, anh chị em biết, bài đọc 1, bài phúc âm đều nói rõ tất cả một điều này. Tất cả những gì mà chúng ta đang có giữ lại trong cái saving box của Bank of America, hay giấu dưới gầm giường, khi mình chết thì người khác thừa hưởng đó. Vậy chỉ khi nào những điều mà mình cho đi. Và ông này còn tệ hơn nữa, rằng là ông coi không có sự hiện diện của Thiên Chúa. Không cần biết. Bài học thứ hai, ông này chỉ nhìn thấy ở mực, ông chỉ nhìn thấy cuộc sống của ông, nhưng ông không thể nhìn xa hơn. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rất hay: các anh em là con cái của Thiên Chúa, đã được sống lại với Chúa Kitô, thì xin hãy nhìn lên trời, đừng nhìn dưới đất nữa. Mình hãy nhìn lên trời, bởi vì mình biết rằng một ngày nào đó mình sẽ phải, mình có chuẩn bị hay không chuẩn bị, mình có giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay yếu đuối, mình sẽ ra Chúa trên lành. Nếu mà ai mà vừa vừa đó thì ở Chúa trên lành 24.000. Còn mấy đứng này là những người giàu sẽ ở ngay cái góc này 48.000.
Memorial Garden. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lên thiên đàng và hãy đặt một câu hỏi này: nếu giả sử nếu Chúa Giêsu hiện ra ngay lúc này và Ngài nói với mình một câu: con chỉ còn 3 tháng nữa để con sống, vậy thì những điều gì quan trọng nhất với cuộc đời của mình? Khi mình hỏi câu hỏi đó thì mình sẽ biết được chắc chắn điều gì quan trọng nhất. Và thưa quý cụ các bạn chị em, chỉ vì đồng tiền mà anh chị em cãi lộn nhau, chỉ vì đồng tiền mà con đối xử với bố mẹ thậm tệ hơn những kẻ cướp. Chuyện này đã xảy ra 2000 năm trước và đang hiện diện xảy ra với cộng đoàn và tất cả các gia đình người Việt trên thế giới. Chỉ vì tiền. Cho con một phép, một phút để nói về tiền. Tiền rất quan trọng. Tiền giúp cho chúng ta để đưa con cái chúng ta đi học. Tiền giúp cho chúng ta phải đi chợ Đà Lạt. Và tiền giúp chúng ta để trả những cái bill. Nhưng tiền không phải thể làm chủ của mình. Mà ngôn ngữ Việt Nam rất là hay cái câu này: tiền đi sau cái chữ tiền là gì? Thưa quý cụ và anh chị em, ai nói lớn lên? Tiền bạc. Nó bạc lắm. Tiền có thể mua được thuốc ở CVS nhưng không thể mua sức khỏe. Tiền có thể mua được rất nhiều bút nhưng không thể mua được kiến thức. Tiền có thể mua một cuộc hôn nhân nhưng không thật sự là tình yêu. Tiền có thể mua được một vài người nhưng không phải là tình bạn chân chính. Và chắc quý cụ các bạn chị em đã hiểu được, nghe được những cái gì mà không đua mua được bằng tiền thì mua rất bằng rất nhiều tiền. Và con đồng ý cái đó. Nhưng thưa quý cụ các bạn chị em, có một điều tiền không bao giờ mua được, đó là thiên đàng. Bài học cuối cùng, con mượn lời cái chữ Hán như vậy: chi túc, tiện túc, đại túc, hà từ túc. Xin được dịch rằng là: nếu biết đủ thì sẽ đủ, mà nếu mà không biết đủ thì bao nhiêu mới đủ. Ở đời này, giây phút này mình không hạnh phúc thì dù có mình có 10 xe xét là, mình có 10 căn nhà, mình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Cái hạnh phúc không phải là ở một nơi xa xôi nào đó, mà hạnh phúc theo Phật giáo, người nói là tại tâm, mà người Kitô hiểu được gọi là sự bình an trong tâm hồn. Thế thì con đặt một cái câu hỏi: bao nhiêu cho đủ? Nếu thật sự mình biết là đủ rồi thì mình không phải bon ba bon chen. Cũng là một cái xe, nó đưa mình từ điểm A tới điểm B. Cũng một cái căn nhà chỉ để cho chúng ta ngả lưng. Mà đây là nghịch lý. Khi chúng ta đến nước Mỹ, chúng ta ở trong apartment, căn chung cư 10 người chật chội, chúng ta rất hạnh phúc. Rồi khi có tiền thì chúng ta mua ở Garden Grove. 10 năm sau có tiền mua nhà tới Westminster. 20 năm sau mua nhà Fountain Valley. Rồi cuối cùng ra biển. Ra biển không xong lên đồi. Và hậu quả rằng là khi chúng ta mua căn nhà quá lớn, để rồi khi mà chúng ta 70 tuổi, con cái nó đâu ở với mình. Nhà lớn quá, mà mấy cụ ông cụ bà làm sao mà có thể lean up được một căn nhà 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm được. Mệt. Bài học cuối cùng, câu hỏi là: bao nhiêu là đủ?
Tôi tin kính một Thiên Chúa, nâng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Với phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đánh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siô Phi La Tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là nơi nương tựa vững chắc và nguồn hạnh phúc đích thực cho con người. Chúng ta hãy chân thành cảm tạ và tha thiết cầu xin Chúa giúp chúng ta biết tìm kiếm những gì thuộc thượng giới như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhắc nhở. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa soi sáng và hướng dẫn những nỗ lực phục vụ nhân loại của Hội Thánh, để ánh sáng tin mừng càng ngày rạng ngời trong thế giới hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới luôn ý thức trách nhiệm tạo ra và phân phối của cải vật chất cách hợp lý, nhằm đem lại hạnh phúc cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới biết cảnh giác với chủ nghĩa hưởng thụ và khoái lạc, luôn khôn ngoan tìm kiếm và sống theo những giá trị tin mừng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho thời tiết thuận hòa, xin Chúa tuôn đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên những mảnh đất khô cằn, để mọi người cảm nghiệm được sự quan phòng thương yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ biết tương trợ và hợp tác với nhau trong bổn phận phụng sự Chúa cũng như phục vụ tha nhân.
Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa ban thưởng xứng đáng cho những ân nhân xây dựng cộng đoàn giáo xứ, những ân nhân của linh đài Đức Mẹ La Vang, các anh chị em đang đau yếu, các linh hồn nơi luyện tội, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người được Chúa thương chấp nhận. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cũng dâng lên Chúa linh hồn Giuse và tất cả những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin nhận lời ước nguyện chân thành chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu ngay trong cuộc sống hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ lời tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thánh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện của lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cũng thương tình biên đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hiệp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng tri vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế hiệp với các ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin Van chúng con và Đức cha Timothy, Đức cha Thần, Đức cha Todd Rao và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết Thầy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh.
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
còn dài. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bới trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục che chở nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con có một vài thông báo. Hiện tại giáo xứ đang nhận ghi danh học giáo lý thiếu nhi và thêm sức, khóa huấn luyện điều hành thiện nguyện viên lớp thêm sức và phục vụ giới trẻ sẽ diễn ra vào các ngày thứ năm sau đây trong tháng 8, ngày mùng 4, ngày mùng 1 và 18 tháng 8 lúc 7 giờ tại phòng Lost Gallery. Anh Vince Đào, chúng ta thấy anh Vince Đào đây. Xin các anh chị thiện nguyện viên muốn giúp cho giáo xứ cái chương trình giới trẻ và thiếu nhi, xin liên hệ với anh Vince Đào để được ghi danh và được tham dự cái khóa huấn luyện để phục vụ cho giới trẻ của giáo xứ. Xin quý cụ quý ông bà, đặc biệt là những anh chị em có thể nói tiếng Việt và tiếng Anh, cộng tác với anh Vince để giúp cho con cháu của quý ông bà và anh chị em. Ban thánh nhạc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô đang cần thêm thiện nguyện viên. Quý anh chị yêu thích ca hát và muốn phục vụ trong các ca đoàn tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, xin liên lạc với ban thánh nhạc. Tuần tới, ngày thứ Bảy sẽ có phát thức ăn cho những người có nhu cầu cần thiết từ 9 giờ cho đến 10 giờ, 11 giờ sáng. Và ngày 13 tháng 8 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối tại Cathedral Plaza. Những ai đang gặp khó khăn về tài chính, thực phẩm hoặc vô gia cư xin mời đến để nhận được những sự trợ giúp của và nhận được những lời cầu nguyện và sự chúc lành và văn nghệ và trò chơi để cho mọi người có được sự nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Và trên đường về, con xin quý cụ ông bà lấy một tờ hiệp thông của giáo xứ cũng như cộng đồng để chúng ta biết tất cả những cái thông báo con vừa đọc và những thông tin của giáo phận cũng như giáo xứ. Xin Chúa chúc lành cho quý cụ quý ông bà và anh chị em, và cảm ơn quý cụ ông bà anh chị em đã đến dâng lễ với chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình.